Hà Chí Quang, Thanh Đoàn Bứt Phá cạnh tranh ngôi đầu với Puka, Jin Tuấn Kiệt. Liên tục dẫn đầu hạng mục cặp đôi của năm, Puka, Jin Tuấn Kiệt đang bị cạnh tranh vị trí top 1 khi fan Hà Chí Quang, Thanh Đoàn tăng tốc bình chọn, bám sát cặp sao với hơn 100.000 lượt vote. Cổng bình chọn các hạng mục giải thưởng thuộc khuôn khổ giải ngôi sao của năm 2023 sẽ đóng vào 12 giờ ngày 28 tháng 12. Ở chặng cuối, khán giả tích cực bình chọn cho thần tượng để cải thiện thứ hạng, tạo cuộc đua vote gay cấn. Hạng mục cặp đôi của năm, vợ chồng Puka, Jin Tuấn Kiệt chiếm ưu thế những tuần đầu. Tuy nhiên từ 20 trên 12, lượt bình chọn cho Hà Chí Quang, Thanh Đoàn bất ngờ tăng, đến 9 giờ sáng ngày 25 tháng 12 đã đạt 100.140 vote, chỉ sau ứng viên dẫn đầu khoảng 7.000 lượt phiếu bầu. Trả lời ngôi sao, Hà Chí Quang, Thanh Đoàn cho biết rất phấn khích trước kết quả bất ngờ này. Những ngày qua, họ nhiệt tình kêu gọi khán giả bình chọn mong cải thiện thứ hạng, có lúc số lượt vote chỉ bằng một nửa cặp Puka, Jin nhưng không bỏ cuộc. Nhiều người yêu mến muốn ủng hộ hai đứa giành chiến thắng ở giải thưởng này nhưng không nắm được cách thức bình chọn. Sau đó, ban tổ chức bổ sung video hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu nên mọi người đồng loạt vote, Hà Chí Quang nói. Diễn viên bày tỏ rất cảm động khi một số fan ruột không chỉ nhắn tin bình chọn, còn kêu gọi người thân, bạn bè tiếp sức cho thần tượng. Trước tình cảm này, vợ chồng xúc động, càng quyết tâm trở thành cặp đôi của năm 2023. Trước đó, Hà Chí Quang, Thanh Đoàn vào danh sách đề cử hạng mục cặp đôi của năm nhờ có chuyện tình đẹp, độ phủ sóng cao, truyền cảm hứng tích cực cho công chúng. Câu chuyện của Hà Chí Quang, Thanh Đoàn nổi tiếng trong cộng đồng LGBT. Hồi tháng 10, họ tổ chức đám hỏi ở Đồng Tháp với chi phí hàng tỷ đồng, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trước khi tiến đến hôn nhân, cả hai trải qua nhiều sóng gió, đặc biệt là áp lực định kiến và nỗi sợ đánh mất sự nghiệp, danh tiếng. Tuy vậy, cặp sao chọn nắm chặt tay nhau, nỗ lực vun vén cho mối quan hệ và khẳng định bản thân ở lĩnh vực đang theo đuổi. Gần đây, họ đã đón hai con Kaka muội muội chào đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.